mình ăn mì quảng, bào cua với lại bà mua bánh tráng thịt heo nha, vô thôi. Ồ, cái nhà này vui nha. Bánh cuốn gì? Bánh cuốn heo ngon quá hả? Các bạn ơi, mình đã đến được cá chép khá lòng. Cầu rồng rất là đẹp. Tùng lấy được à? Tùng tỉnh lắm. Sao lấy được tay? Tùng. Hôm nay linh lên. Ok xong rồi. Muỗng dài quá. Cái gì đó? Kem khổng lồ nè tay.